Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện bản lĩnh chính trị, quyết tâm đổi mới, ý chí phấn đấu và đoàn kết của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng Công an Lai Châu chúng ta. Với thời lượng cho phép, trong phạm vi buổi thuyết trình hôm nay, tôi xin phép được trao đổi với các đồng chí về chủ đề công tác đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 đã đề ra. Phương pháp thuyết trình của tôi trên cơ sở các nội dung nghị quyết được trình chiếu slide, kết hợp với các dẫn chứng có so sánh minh họa nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ nắm được kết quả phát triển kinh tế của tỉnh nhà, bám sát được các mục tiêu nghị quyết, nhiệm vụ của nghị quyết để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Bài thuyết trình của tôi gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất, kết quả nổi bật về phát triển kinh tế 5 năm 2015-2020. Phần thứ hai, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm 2020-2025. Và phần thứ ba, công tác đảm bảo an ninh kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã lần thứ 14 đã đề ra. Kính thưa các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từng nói, chúng ta đấu tranh được tự do, độc lập mà dân cứ chết đói, chết khát thì độc lập tự do cũng không để làm gì. Dân chỉ biết đến giá trị của độc lập tự do khi được ăn no, mặc đủ. Người nói, tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân và chủ nghĩa xã hội là làm cho dân giàu, nước mạnh. Với quan điểm đó, phát triển kinh tế luôn được người đặc biệt quan tâm, chú trọng vì đây là thước đo để đánh giá vị thế, vai trò của đất nước trên trường quốc tế. Quán triệt quan điểm xuyên suốt đó, trong các năm qua, từ thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong thời kỳ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước luôn lấy tư tưởng của người về phát triển kinh tế làm kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng, làm định hướng phát triển kinh tế qua các thời kỳ mà thể hiện rõ nét nhất qua các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Để làm rõ hơn những kết quả của việc quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, sau đây tôi xin phép được trình bày những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế của tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. Thứ nhất, kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết, thể hiện ở việc tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,55%, tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Và nhìn ra tỉnh anh em của mình, đó là tỉnh Điện Biên, thì tốc độ tăng trưởng trong nhiệm kỳ của tỉnh Điện Biên chỉ đạt 6,83% và tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 chỉ đạt 38,25%. Thì như vậy là kinh tế của tỉnh Lai Châu đã có cái sự phát triển tiến bộ vượt bậc. Thứ hai là đã tập trung phát triển nông nghiệp. Chúng ta có các sản phẩm chủ lực như lúa chất lượng cao ở Than Uyên, Tân Uyên, cây công nghiệp như là cao su, chè, quế, mắc ca, cây ăn quả, tạo thành vùng sản xuất lớn đã được đầu tư phát triển. Về xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ đã có 2 huyện hoàn thành nông thôn mới, đó là thành phố Lai Châu năm 2018 và huyện Tân Uyên năm 2020 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, từ đầu nhiệm kỳ là 40% đến cuối nhiệm kỳ thì chỉ còn 16,49%. Đây chính là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lai Châu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhanh và toàn diện. Thứ hai, về phát triển công nghiệp thì có mức tăng trưởng khá, tăng giá trị 37,02%. Nổi bật là phát triển thủy điện có khoảng 100 dự án được quy hoạch với công suất trên 3.500 MW, trong đó có 70 dự án được triển khai, 23 công trình đã hoàn thành phát điện, đóng góp trên 50% ngân sách cho tỉnh. Có thể kể đến một số công trình thủy điện lớn
như thủy điện Lai Châu với công suất 1.200 MW, thủy điện Bản Giác Nội Quảng công suất 740 MW, cung thủy điện Nậm Na 123 với công suất trên 200 MW. Thứ ba, về hoạt động tài chính ngân hàng thì thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán. Năm 2020 ước đạt 2.338 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015, gần gấp đôi tỉnh Điện Biên và gấp 4 lần so với tỉnh Bắc Cạn. Thứ tư, về hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá. Thì chúng ta có cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, đây là tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế của tỉnh. Du lịch thì có nhiều điểm bất hấp dẫn như khu du lịch Cầu Kính Dầu Mây, điểm du lịch Xin Suối Hồ, Xin Phố Trải, v.v. Và một trong những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội 13 là đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện rõ nét hạ tầng nông thôn, đô thị, hạ tầng vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Kính thưa các đồng chí, hiện nay khi khách du lịch đến tỉnh Lai Châu thì đều trầm trồ trước quy hoạch kiến trúc hạ tầng của tỉnh, thích thú trước môi trường sống trong xanh lành mạnh của tỉnh Lai Châu, và trong đó thành phố Lai Châu, trung tâm chính trị hành chính của tỉnh thì được các chuyên gia đánh giá là một thành phố có quy hoạch bài bản và có tầm nhìn lâu dài. Thứ sáu, trong nhiệm kỳ đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc ra mắt Trung tâm Hành chính công năm 2019 đã góp phần giải quyết trên 99,6% thủ tục trước hạn và đúng hạn, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 57 trên 63, tăng 6 bậc so với năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì tại Đại hội 13 cũng chỉ ra một số tồn tại yếu kém chưa được khắc phục. Các đồng chí nhìn trên màn hình là những tồn tại hạn chế của Đại hội 13 đã chỉ ra. Và đặc biệt là trong đối với tỉnh ta thì là một cái tỉnh chi ngân sách còn rất lớn. Thu ngân sách hàng năm thì như năm 2020 đạt 2.338 tỷ đồng. Tuy nhiên về chi ngân sách thì chúng ta chi hàng năm là từ 7.700 đến hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó chi thường xuyên đã chiếm 4 đến 5.000 tỷ đồng và chi cho đầu tư phát triển chỉ đạt khoảng 1.200 tỷ đồng. Kính thưa các đồng chí, từ những kết quả đã đạt được và hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội 14 của tỉnh đã đề ra một mục tiêu tổng quát và 5 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế. Về mục tiêu tổng quát, đó là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Thứ hai, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thứ ba, tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng, nhằm phấn đấu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có nền kinh tế xã hội đạt mức trung bình trong cả nước. Đây là mục tiêu xuyên suốt của cả nhiệm kỳ đại hội, thể hiện qua 5 chỉ tiêu cơ bản như sau. Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9 đến 10% trên năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng. Đây là một chỉ tiêu thể hiện quyết tâm rất cao của đại hội nhằm đưa Lai Châu sớm bước ra khỏi các tỉnh nghèo kém phát triển, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Thứ hai, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 5%, 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu thêm 2 huyện, đó là Tam Đường, Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ tiêu này nhằm tận dụng ưu thế đất đai, tăng giá trị, tạo công ăn việc làm cho người dân. Về chỉ tiêu thứ ba, đó là thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm nỗ lực rất lớn của Đảng bộ và chính quyền nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp thì tàn phá nặng nề của kinh tế như hiện nay. Chỉ tiêu thứ tư, thứ năm các đồng chí quan sát trên màn hình. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, tại đại hội đã đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội tập trung vào 3 nhóm chính như sau. Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong 4 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh nhằm tiếp tục mở rộng vùng cây công nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Năm 2020, báo cáo của đồng chí là toàn tỉnh có 47 sản phẩm ô cốp của 23 doanh nghiệp hợp tác xã, và 6 tháng đầu năm thì đã có 14 sản phẩm ô cốp đạt chuẩn ba sao. Để thực hiện nhiệm vụ này thì tỉnh Lai Châu đã ban hành rất nhiều các nghị quyết về phát triển kinh tế
như nghị quyết số 05 về phát triển hàng hóa tập trung, nghị quyết số 03 về phát triển rừng bền vững và nghị quyết số 39 của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 21-26, v.v. Về giải pháp thứ hai, đó là tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính ngân hàng, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trọng tâm của đại hội chúng ta nhiệm kỳ 14 đó là đẩy mạnh phát triển công nghiệp thủy điện vừa và nhỏ. Thì hiện nay là toàn tỉnh đã có 156 dự án được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch, 99 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, 33 dự án đang được triển khai với tổng công suất trên 4.000 MW. Về giải pháp thứ ba, đó là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ để kết nối kinh tế giữa các vùng miền, giao thương hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Thì một trong những điểm nhấn trong nhiệm kỳ tới đó là đẩy mạnh tiến độ xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu, nâng cấp hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện. Thì báo cáo đồng chí, các đồng chí, đối với tỉnh Lai Châu thì chúng ta chủ yếu thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại 4 huyện, đó là Tam Đường, Tân Nguyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu. Kính thưa các đồng chí, có được những thành tựu và kết quả nổi bật về phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ qua, có một phần công sức đóng góp của lực lượng công an Lai Châu. Trong 5 năm qua, công tác đảm bảo an ninh kinh tế có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, vì an ninh kinh tế sẽ góp phần ổn định chính trị, bảo vệ đường lối chính sách của Đảng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trong các năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Bộ Công an đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Đánh giá về tầm quan trọng về của công tác đảm bảo an ninh kinh tế, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 14, lần thứ 17, nhiệm kỳ 20-25 đã nhấn mạnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế không để bị động bất ngờ, và tăng cường công tác đảm bảo an ninh kinh tế, bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, chú trọng vào các lĩnh vực địa bàn trọng điểm, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội chi bộ an ninh kinh tế lần thứ 7 đã xác định nhiệm kỳ 20-25 đã xác định mục tiêu tổng quát như sau: chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên các lĩnh vực địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kính thưa các đồng chí, xuất phát từ thực tiễn cho thấy trong các năm qua, các thế lực thù địch vẫn luôn tiếp tục thực hiện âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, lợi dụng hợp tác quốc tế, hội thảo, tập huấn để tìm cách cài cắm nội gián, thu thập tin tức tình báo, tin tức kinh tế. Chúng luôn lợi dụng sơ hở bất cập của ta trong việc thực hiện các chính sách để kích động, gây rối, phức tạp về an ninh trật tự. Mặt khác, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội, làm thiệt hại không nhỏ về kinh tế, tác động đến tinh thần, đời sống của bộ phận lớn quần chúng nhân dân, làm gia tăng tình hình tội phạm. Từ lý luận và thực tiễn cho thấy, công tác đảm bảo an ninh kinh tế có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cấp ủy chính quyền trong các cấp. Trong đó, lực lượng công an là lực lượng nòng cốt tham mưu thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong nhiệm kỳ qua, lực lượng an ninh kinh tế đã tập trung nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên các lĩnh vực. Nổi bật là về an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh đã tiến hành thẩm tra xác minh 1.173 trường hợp phục vụ nhân sự bổ nhiệm luân chuyển, thẩm tra xác minh hơn 4.000 trường hợp phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, riêng lực lượng an ninh kinh tế thì đã phát hiện 39 trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật, 5 đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến nội bộ. Trên lĩnh vực kinh tế, đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các công trình dự án quan trọng của tỉnh, thường xuyên cảnh báo cho ngành ngân hàng về công tác đảm bảo an toàn cho vay, phối hợp thu hồi nợ xấu, nợ thuế,
hạn chế không để thất thoát ngân sách nhà nước. Trên lĩnh vực an ninh nông lâm ngư nghiệp thì lực lượng an ninh kinh tế đã tập trung nắm tình hình, tham mưu các cấp, các ngành trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các cái vụ việc và liên quan tới an ninh trật tự và bí mật nhà nước. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, lực lượng an ninh kinh tế, cảnh sát kinh tế đã phát hiện, điều tra, xác minh, khởi tố 19 vụ, 55 bị can phạm tội về kinh tế. Có thể kể đến một số vụ án điển hình như vụ tham ô tài sản tại công ty cổ phần cao su Lai Châu năm 2016 với tổng số tiền thiệt hại 28,6 tỷ đồng. Vụ tham ô thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Sìn Hồ với tổng số tiền thiệt hại trên 73 tỷ đồng. Vụ tham ô tài sản tại phòng giáo dục huyện Sìn Hồ, tổng số tiền thiệt hại 26,5 tỷ đồng. Với 26 bị can khởi tố, phải chịu các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đây là những bài học đau xót, cảnh tỉnh cho cán bộ các cơ quan doanh nghiệp trong công tác quản lý nhà nước, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Về thứ tư, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, tham gia thẩm định hàng chục các quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, tham mưu cho ban giám đốc ký 13 quy chế phối hợp liên ngành trên lĩnh vực kinh tế và điều tra xác minh 16 vụ việc về bảo vệ bí mật nhà nước, v.v. Kính thưa các đồng chí, từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, lực lượng công an cần tập trung thực hiện tốt các cái giải pháp như sau. Thứ nhất, cần phải chủ động nghiên cứu, nắm vững, cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết về phát triển kinh tế của nhà nước, của tỉnh. Thì có như vậy, lực lượng công an mới nắm được những khó khăn, vướng mắc, bất cập, sơ hở trong thực hiện, để kịp thời kiến nghị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quy hoạch, điều chỉnh, quyết định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế có hiệu quả. Thứ hai, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã từng nói, cán bộ là cái gốc của công việc. Cán bộ công nhân viên các cơ quan doanh nghiệp có đạo đức, có năng lực thì mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mới không để các thế lực thù địch và bọn phạm tội tác động, mua chuộc, lôi kéo, mới không sa ngã, không vi phạm pháp luật. Giải pháp thứ ba, đó là chủ động nắm tình hình an ninh kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, thương mại, vân vân. Chúng ta phải nắm được các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, tích cực đấu tranh với tội phạm lợi ích nhóm, tội phạm chính sách. Đây là nhóm tội phạm mới trong cái tình hình hiện nay. Phải kiên quyết đấu tranh với tội phạm này để góp phần bảo vệ nền kinh tế, hỗ trợ và bảo vệ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bốn là lực lượng an ninh kinh tế, cảnh sát kinh tế cần làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Với phương châm bóp chết từ trong trứng, cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, chóc rễ, và nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì nơi đó lực lượng công an không hoàn thành nhiệm vụ. Về giải pháp thứ năm, đó là chủ động tham mưu, giải quyết ổn định và dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, nhân dân, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Và giải pháp thứ sáu, đó là tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa công tác này trở thành trách nhiệm của cả toàn hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn dân. Bảy là tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ chiến sĩ công an về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và kiến thức pháp luật, hội nhập kinh tế quốc tế để tham mưu kịp thời cho Đảng, Chính phủ về thực hiện có hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế mà nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Kính thưa các đồng chí, trong các năm tới đây, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những khó khăn thách thức đối với tất cả các lực lượng, trong đó có lực lượng công an. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế,
càng đặt ra những khó khăn, thách thức đối với hệ thống chính trị các cấp, trong đó có lực lượng công an nhân dân. Với trách nhiệm, bản lĩnh, tinh thần quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, lực lượng an ninh nhân dân sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, là lực lượng chủ công trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh nhà, xứng đáng là lực lượng cách mạng, vừa hồng vừa chuyên, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh đã đạt được. Bản thân tôi với cương vị là Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng an ninh kinh tế, bằng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, tôi sẽ cùng các đồng chí quán triệt và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh an toàn, đưa kinh tế Lai Châu ngày càng ổn định phát triển. Kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin được trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Công an toàn quốc tháng 1 năm 1956. Công an phải có kế hoạch, công an không thể đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải. Tốt nhất công an đi bước trước. Công tác công an, nhất là công tác đảm bảo an ninh kinh tế, phải luôn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Công an phải luôn kề vai sát cánh với cấp ủy chính quyền nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, lực lượng công an phải sẵn sàng xung phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19, đẩy lùi dịch bệnh để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh nhà.